Mến chào tái ngũ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự hoa kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự. Và sau chương trình xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump công bố liên minh mới Náo loạn phiên tòa, thẩm phán Trump emergency khói hét vào mặt nhân chứng bào chữa cho Trump, Robert Scott -Talo. Hãy ra khỏi phòng tòa án ngay bây giờ. Ngũ giác đài cam kết tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hồi cuối tuần qua, Tổng thống Trump thông báo rằng chiến dịch tranh cử của ông sẽ ra mắt những người sở hữu súng cho Trump, một liên minh mới nhằm khuyến khích những người sở hữu súng ở Mỹ tuân thủ luật pháp bỏ phiếu vào năm 2024. Và đây là để bỏ phiếu, Tổng thống Trump nói. Nhận xét của ông được đưa ra tại hội nghị thường niên NRA tại Dallas, nơi Tổng thống đã chủ trì sự kiện và phát biểu sâu sắc về tầm quan trọng của việc thu hút phiếu bầu của các chủ sở hữu súng. Ông kêu gọi những người sở hữu súng trỗi dậy và bỏ phiếu lần này vào năm 2024 vì chúng ta phải thắng cuộc bầu cử này. Những người sở hữu súng cho Tổng thống Trump đã hợp tác với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa với mục tiêu đẩy lùi Biden và những âm mưu cướp súng của đảng Dân Chủ nhằm làm xói mòn tù chính án thứ hai của Hoa Kỳ. Liên minh được lãnh đạo bởi hơn 50 vận động viên Olympic, các nhà lãnh đạo ngành vũ khí và những người ủng hộ công chúng ủng hộ tù chính án thứ hai. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump chỉ ra rằng lan sóng tội phạm di cư đang gia tăng do chính quyền biên giới mở của Joe Biden gây ra đã khiến việc cho phép người Mỹ tự bảo vệ mình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo tuyên bố, Tổng thống Trump tin rằng mọi người Mỹ đều có quyền được Chúa ban cho để bảo vệ bản thân và gia đình của họ và đã chứng minh qua hành động của mình rằng ông ấy sẽ bảo vệ những người sở hữu súng tuần thủ pháp luật. Ông đã thề sẽ chấm dứt mọi cuộc tấn công của Biden nhằm vào các chủ sở hữu và nhà sản xuất súng trong tuần đầu tiên nhậm chức vào năm 2025 nếu ông thắng cử vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của ông cũng tập trung vào tầm quan trọng của công việc của liên minh mới nhằm để đảm bảo Tổng thống Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai, đạt được thỏa thuận về đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện và mở rộng đa số tại Hạ viện. Náo loạn phiên tòa, thẩm phán cho emergency khói, hét vào mặt nhân chứng bào chữa cho Trump, Robert Costello. Hãy rắc khỏi phòng tòa án ngay bây giờ. Quý vị thân mến, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến tiền bạch miệng trả cho ngôi sao phim khiêu dâm hôm thứ Hai trở nên hỗn loạn khi mà thẩm phán đã giải tán các phóng viên trong phòng xử án và sau đó đe dọa loại bỏ hoàn toàn nhân chứng của bên bào chữa khỏi phiên tòa vì hành vi của anh ta trên kháng đài. Cuộc trao đổi diễn ra vào cuối một ngày căng thẳng, trong đó có nhân chứng chính của bên công tố thừa nhận đã ăn cắp hàng chục ngàn đô la từ công ty của Tổng thống Trump. Các luật sư của Tổng thống Trump cùng F. Merchant bác bỏ vụ việc sau khi các công tố viên kết thúc việc trình bày bằng chứng. Thẩm phán đã không đưa ra phán quyết ngay lập tức về yêu cầu đó. Nhưng khoảnh khắc căng thẳng nhất lại xảy ra với Costello trên một nhân chứng. Phần khai của Costello dẫn đến căng thẳng vào những phút cuối của phiên tòa. Thẩm phán Justice John Merchant tức giận trước hành vi của cựu luật sư trên một nhân chứng và yêu cầu bồi thẩm đoàn và cả truyền thông ra khỏi phòng xử án khoảng vài phút. Thẩm phán lên giọng nói với nhân chứng rằng Costello đề nghị ông vẫn ngồi yên. Trước đó, khi luật sư biện hộ Emil Bowles hỏi Michael Cohen đã nói về những gì gia đình Trump tại cuộc gặp ở khách sạn Regency vào ngày 17 tháng 4 năm 2018, công tố phản đối câu hỏi này và được tòa chấp thuận thẩm phán yêu cầu hai bên nên thảo luận riêng, khiến Costello thốt lên trên micro, thật đáng được cười. Costello nhướng mày, thở dài tỏ vẻ bực bội, liếc nhìn thẩm phán sau khi ông chấp thuận một phản đối khác từ công tố. "Hay lúc khác, nhân chứng thốt lên, lạy chú tôi, khiến tòa trồm về phía trước. Xin lỗi, ông nói cái gì?" trời nói, "Tôi muốn bàn về thái độ nghiêm trang chỉnh tề trong phòng xử án. Ông không liếc tôi và cũng đừng đảo mắt." khi có nhân chứng trên bục nhân chứng. Nếu không thích phán quyết của tôi, ông không nói chase, ông không nói phản đối. Cotelo lúc này nhìn chăm chăm vào quan tòa. Merchant nói, ông đang nhìn chăm chăm vào tôi đấy à? Sau đó ông ta lên cơn điên và hét lên rằng, ra khỏi phòng tòa án ngay bây giờ, ra khỏi phòng tòa. Trước bất bình này, truyền thông đã la lớn các câu hỏi khi nhân viên an ninh bắt đầu đưa ra, đưa mọi người ra khỏi phòng. Một số người yêu cầu luật sư truyền thông đến phản đối. Cảnh sát đưa mọi người ra ngoài và cho biết ra ngoài sẽ giải thích những gì đã xảy ra. Trong khi đó, đồng minh đến ủng hộ Tổng thống Trump được phép ở lại. Sau vài phút, truyền thông được phép quay trở lại nhưng vẫn chưa rõ lý do. Tổng thống Trump nói trước truyền thông khi rời tòa vào cuối giờ thứ hai rằng, một thẩm phán hoàn toàn mâu thuẫn. Người vừa làm một điều chưa từng thấy và báo chí không vui. Tôi không tưởng tượng được họ vừa bị tống ra khỏi phòng xử án. Chưa ai từng thấy bất cứ gì giống như vậy, sau khi tòa cho phép bồi thẩm viên và truyền thông trở lại, phần thẩm vấn Costello được tiếp tục. Nhân chứng này sẽ quay trở lại một nhân chứng vào ngày mai. Ông ta có thể là nhân chứng cuối cùng của biện hộ. Paul Ingracia của TGP cho biết, phiên tòa đã tiếp tục sau một thời gian trì hoãn do cuộc trao đổi nảy lửa giữa thẩm phán Merchant và Bob Costello. Paul Ingracia nói, Merchant hoàn toàn phẫn nộ trước lời khai đáng nguyện rủa của Costello. Cách đối xử mà Costello, một công tố viên giàu kinh nghiệm từng làm việc cho văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở New York vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, đang phải nhận trên bục nhân chứng từ thẩm phán thật kinh tởm. trên rõ ràng tỏ ra bối rối, trịch thượng và hết sức lăng mạ nhân chứng trên kháng đài. Hành vi thái quá của một thẩm phán và hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ phòng xử án nào, không trang trí gì cả. Trước đó, Costello làm chứng rằng Cohen đã nói với ông rằng Trump không biết gì về khoản tiền bịt miệng 130.000 đô la cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniel, vốn là tâm điểm của vụ việc. Michael Cohen đã nói nhiều lần rằng Tổng thống Trump không biết gì về những khoản thanh toán đó, rằng ông ấy tự mình thực hiện việc này và ông ấy đã lặp lại điều đó rất nhiều lần, Costello nói với các bồi thẩm đoàn. Ngũ giác đài cam kết tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine Thưa quý vị, theo ABC News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục chuyển vũ khí tới Ukraine khi Kiev phải đối mặt với cuộc tấn công mới của Nga. Người đứng đầu ngũ giác đài Lord và khoảng 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và trên thế giới đã nhóm họp vào ngày 20 tháng 5 để thảo luận về việc tăng thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Khi Kiev vừa cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở phía Đông Bắc, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công lớn vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Chúng ta đang gặp nhau trong một thời điểm đầy thử thách, ông Austin nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công dữ dội mới của Nga vào Kharkov cho thấy tại sao vì các nước tiếp tục hỗ trợ Ukraine là quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí của Mỹ tuần này qua tuần khác. Tại cuộc họp này, Mỹ không công bố gói viện trợ mới nào, ngay cả khi lực lượng Ukraine tiếp tục phàn nàn rằng vũ khí chỉ được đưa vào nước này sau thời gian dài đình trệ. Các quan chức của ngũ giác đài cho biết, vũ khí được bố trí sẵn ở châu Âu đã bắt đầu được chuyển vào Ukraine ngay sau khi nguồn viện trợ được phê duyệt. Không rõ bao nhiêu trong số đó đã đến được một số tiền tuyến nơi quân đội Nga đã tăng cường tấn công. Trong khi đó, Mỹ phủ nhận việc giúp Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga sau khi Moscow cáo buộc Washington đùa với lửa khi cho phép Kiev pháo kích các thành phố của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la cho Kyiv, nói rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc. Ukraine và làm việc suốt đêm để chuyển vũ khí và thiết bị cho Kyiv để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, thì ông Kirby nhấn mạnh rằng trang thiết bị và viện trợ của Mỹ chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Đó là chính sách không thay đổi. Ông Khabai nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công của Moscow ở khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm nhưng không có kế hoạch chiếm thành phố này. Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc đưa đủ quân tới tiền tuyến khi chiến tranh kéo dài sang năm thứ ba và giao tranh gây thiệt hại nặng nề. Trong nỗ lực tăng quân số, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký hai đạo luật cho phép tù nhân gia nhập quân đội và tăng mức phạt đối với những kẻ trốn quân dịch lên gấp 5 lần. Luật huy động gây tranh cãi sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này. Trong 3 tuần kể từ khi chú Biden ký gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô, Mỹ đã gửi 1,4 tỷ đô vũ khí lấy từ kho dự trữ của ngũ giác đài và tuyên bố sẽ cung cấp 6 tỷ đô hỗ trợ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Hiện tại, thì Mỹ đã cung cấp khoảng 50,6 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chế độ quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post.